Mình xin hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng cái cốc hơ ngải này nhé. Mình có một cái cốc bằng gốm như này và mình có cái tay cầm mà nó có cái bằng vải để cho mình cầm như này để cho nó khỏi bị nóng tay quá. Thỉnh thoảng mình phải kéo vào chặt để cho nó khỏi tuột ra nhé. Và ở đây nó có một cái phên bằng lưới như thế này để nó giữ tàn ngải. Và trong này có một cái que để mình xiên điếu ngải vào. Thì mình có sử dụng cái ngải đoạn bách chi như này. Một cái hộp như này có khoảng 48 khúc ạ, có 48 khúc. Và khi đó mình sẽ lấy ra một khúc như thế này, sau đó mình nắp vào cái xiên, mình sẽ xoáy vừa ấn để cho nó giữ cái điếu ngải ở phía bên trong. Sau đó mình có thể dùng nến nến để mình đốt hoặc là mình dùng một cái bật lửa khò. Đấy. Sau đó mình đốt cái điếu này ngải đấy cho nó cháy lên. Đấy. Cháy lên sau đó là mình sẽ nắp cái phên vào. Mình sẽ nắp cái phên bên này vào để nó giữ. Đấy. Giữ như thế là nó giữ điếu ngải bên trong rồi. Sau đó thì mình sẽ cầm mình sẽ hơ. Mình sẽ vừa hơ cái này nó khác với ống hơ là gì? Nếu như cái ống hơ ấy, nếu như cái ống hơ này này là mình cầm mình cũng hơ được toàn thân. Tuy nhiên cái ống hơ này nó không có cái độ trơn tròn, nó ma sát như cái này. Cái này mình vừa hơ xong mình vừa áp xuống nó vừa ma sát. Mình có thể hơ trên mặt, hơ toàn thân, cổ gáy và đồng thời cái hay của cái này ấy, là nó rộng hơn cái ống hơ. Mình có thể úp tai mình vào đây. Sau đó mình úp tai vào, mình hơi tai vào khói nó bốc ra đây. Đấy, nó cảm giác nó cũng rất là hay, rất là dễ chịu. Thì đây chính là cái cốc hơ ngải nhé, kết hợp với cả điếu ngải đoạn bách chi ạ. Mọi người đặt hàng hãy để lại số điện thoại và địa chỉ nhé, hoặc là comment bên em sẽ ship tận nơi ạ. Xin chào ạ.